Sáng mai ngày 23 tháng 3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên tỉnh Hưng Yên năm 2023. Chiều nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 12, kỳ họp không thường lệ để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành, các địa phương. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh, kỳ họp thứ 12 sẽ xem xét quyết định chủ trương đầu tư một số công trình dự án trọng điểm, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các nội dung liên quan đến văn hóa, chế độ chính sách an sinh xã hội, quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện mục tiêu an sinh xã hội với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và một số nội dung khác. Đồng chí Trần Quốc Toản đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của người đại biểu trước cử tri và nhân dân trong tỉnh để xem xét, nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm thẳng thắn, khách quan, đồng thời thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung trình kỳ họp, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh để ban hành các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo chất lượng khả thi, đáp ứng nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025. Các hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần này sẽ được thao tác quyết định trực tiếp trên hệ thống quản lý điều hành trên nền tảng số, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan chính quyền nhà nước ở địa phương. Tại kỳ họp, các ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, giám đốc các sở có liên quan đã trình bày các tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung một số tuyến đường trong quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường nối DT376 với tuyến đường nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình, quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, việc đặt tên đường phố trên địa bàn thị xã Mỹ Hào. Sau khi nghe các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra nội dung các dự thảo báo cáo, các đại biểu biểu quyết bấm nút điện tử 13 nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế xã hội với sự nhất trí 100%. Kỳ họp đã miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đồng chí Nguyễn Chí Công, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do chuyển công tác, và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đồng chí Tô Thành Quyết, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên với số phiếu cao. Bế mạc kỳ họp, đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định kỳ họp này đã biểu quyết thông qua 15 nghị quyết, trong đó có các nghị quyết quan trọng như điều chỉnh, bổ sung một số tuyến đường trong quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030. Về phê duyệt chủ trương đầu tư, quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị ngay sau kỳ họp, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tăng cường giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện. Các cấp, các ngành, các cơ quan thông tấn báo chí làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về kỳ họp và nội dung các nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua để nhân dân hiểu rõ, hiểu đúng, tích cực tham gia thực hiện và giám sát. Kính thưa các vị đại biểu, quý 2 năm 2023 và những tháng tiếp theo dự báo có những thuận lợi, khó khăn đan xen tác động đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hội đồng nhân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân tỉnh các cấp các ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất là tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn theo chủ đề điều hành năm 2023 của Chính phủ là đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời, hiệu quả. Thứ hai là tập trung cao độ, quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy và cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo kế hoạch đầu tư công của tỉnh, khối lượng thực hiện các công trình dự án trong năm 2023 là rất lớn, nhiều việc khó phức tạp. Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng nhân dân tỉnh để phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công đã dự kiến trong danh mục nghị quyết 193 ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời thường xuyên kiểm tra giám sát để đẩy nhanh tiến độ đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các cấp, các ngành, địa phương được phân công quản lý. Đẩy nhanh tiến độ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, tập trung rà soát điều chỉnh bổ sung các quy hoạch liên quan, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy hoạch của tỉnh, chuẩn bị tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến đầu tư, tìm kiếm mở rộng thị trường để tiêu thụ nông sản, chủ động sẵn sàng các phương án tiêu thụ trong mọi tình huống, triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu thuế, thu ngân sách, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, xã hội số và tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu cải thiện mạnh mẽ các chỉ số PCI, PPI, PAC Index và SPAD, vân vân. Ba là tiếp tục chăm lo công tác an sinh xã hội, tập trung khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện chính sách, đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng người, đúng đối tượng, đúng quy định. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, tôi đề nghị các cấp, các ngành và từng vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các quý vị đại biểu phát huy hơn nữa tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, nâng cao vai trò trách nhiệm, phối hợp chia sẻ cộng đồng trách nhiệm cho việc thực hiện các nhiệm vụ chung, góp phần tiếp tục thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong quý 2, làm tiền đề để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển, nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong 6 tháng và cả năm 2023. Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt hoạt động, đặc biệt quan tâm cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, chính sách pháp luật của nhà nước và phù hợp với tình hình địa phương, sẵn sàng tổ chức các kỳ họp chuyên đề không thường lệ khi cần thiết. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đồng hành phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh để cập nhật chính sách pháp luật mới phù hợp tình hình thực tiễn của tỉnh.